tuyệt đối không được Bài đi đu tiếp đèn, theo, bài thi đường vòng quanh co. không được vượt đèn, tại vì lỡ vượt không được mà mình thành vượt đèn đỏ là anh bị trừ mất 10 điểm một lần nhé. Đường quanh co thì vô đúng hạng B2, ở đây nó còn có hạng C nữa nha, vô lộn chuồng là ra đi luôn nha, về Vũng Tàu luôn á, về nhanh ngay và nhanh luôn. Đây thì Innova nên là nó cao lắm, nhìn cực kỳ cao. Tiến bám lưng, bám theo bên trên và nhìn vào gương trái. Hở thì thu mà hẹp thì nhẹ. Đây cũng vậy. Anh thấy nó rộng bên phải không? Rộng thì đúng rồi. Rộng thì đánh lái nhiều vô cho nó hẹp lại. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Đây cũng vậy, một tín hiệu điều khiển giao thông. Rồi, quất vạch vàng. Thực ra ở vị trí ngồi lái lại đâu có thấy vạch vàng phía trước nữa đúng không? Thì thắng đứng lại đi. Đợi đèn. 2 giây đèn là xử lý đi. Mình qua bài này mình tới bài nào mới nhớ không? Ghép dọc. Sân Hóc Môn nó có tới 47 ghép dọc. Sướng lắm. Xe khỏe như trâu và sân thì rộng. Rồi, 2 giây. Tới luôn này. Bài thi tiếp theo, Trường của bài B bên thi kia ghép kìa. xe dọc vào nơi đỗ. Đừng có vô lộn hạng C nha. Vô hạng C đi sai quy trình thi rất luôn ạ. Ở trong đó có các bạn rồi, thôi bỏ đi. Mình đi tiếp. Bên phải mình có 2 chuồng. Xíu nó chạy qua bên đầu bên kia cũng sẽ có 2 chuồng nữa. Vô chuồng nào cũng được, miễn sao thấy chuồng nào nó trống thì vô. Giờ theo anh dự đoán là mình phải đi tới chuồng nào? Tới chuồng cuối rồi đó. Thì có thể là bạn xe 20 này nó cũng vô chuồng cuối luôn thì phải. Vì nó có vô đó. Rồi, bạn nó không vô mình vô. Rồi, nếu mà bạn đi vô thì mình đợi thôi. Thằng đứng tại đây đợi, đợi nhập trong đầu. Xe cứ thi một lúc đó. Người ta sẽ điều tiết làm sao đó 11 bài thi tương ứng với 11 xe. Nghĩa là mỗi xe ở một chuồng thi khác nhau. Nên yên tâm nếu mà đi thi thì nó sẽ không kẹt tới cỡ này. Chưa kể là những trường hợp đang thi rớt thì sẽ còn bị loại ra khỏi vòng chiến đấu sớm nữa. Nên chắc chắn là trong hình thi thì không bao giờ kẹt xe. Thì đi tập thì bắt buộc là không có điều tiết được. Thì nó bị dính thế này thôi. Thì khi mà mình dừng nhé, giả sử nhé, khi mình dừng ấy, thì cái tổng thời gian bài thi nó vẫn nhảy lên. Anh sẽ có 18 phút cho cả 11 bài. Nhưng được cái là thời gian cho bài thi thì không bị tính, nó vẫn đang nằm im này, thấy không? Thì nói thẳng luôn là vấn đề của anh có tới 18 phút. Đi thi anh luôn luôn dư, không bao giờ anh thiếu nổi đâu. Nên tuyệt đối không được đu đèn vượt đèn, không được đu đít. Tại vì ví dụ như trường hợp mà anh đu dốc cầu đi, thằng phía trước anh nó chết thì anh cũng ra đi luôn đúng không, hoặc anh đu đèn anh vượt còn khoảng 5 giây đèn xanh thì anh vượt xui cho anh thằng phía trước anh nó chết máy nó nằm tại đó anh đâu vượt qua được thì anh cũng chết luôn. Hai nguyên tắc không đu không vượt. 18 phút của anh là dư thoải mái. Rồi vô bài gấp dọc sân đây nó mịn, nó không bị khấp khảnh nên đi cũng khá là sướng. Bước đầu tiên thì cứ đi sát vô cửa chuồng xong tầm khoảng cách tầm nửa mét là được. Rồi căn cho chuẩn nha, sai ly đi giảm nè, vai ngang chưa, vai ngang giữa chuồng chưa. Rồi hết lái phải móc lên, móc lên đến khi nào anh đi? Đúng rồi, thấy cái mí trắng đỏ đúng không, mí trắng đỏ mà cái chỗ mà có phết một dòng sơn trắng trắng đó, nó thẳng hàng với thân xe của mình. Bánh xe đè vạch. Rồi, bánh xe bên phải phía trên đè vạch. Vì nãy lúc anh vô nó chưa ngay xe. Rồi lo đi đi, lo lùi đi. Anh đè trên 5 giây là nó trừ phát. Đánh bên nào? Xử lý liền đi. Lùi là đúng, cứ lùi đi.
vừa xuống. Đẹp rồi chưa? Xong xong rồi chưa? Xong xong rồi thì thằng lái lùi xuống. Thế thôi, kệ nó. Mình cần lùi song song chứ mình không cần lùi chính giữa chuồng. Miễn sao các cạnh của cái bánh xe nó không đạp vào cái cạnh cảm ứng là được. Mẹ, đánh lái phải nhìn này, đánh lái phải nhìn này, nhìn gương này. Ở tình huống này bên phải của anh đang rất là hẹp. Anh đánh ẩu cái là anh dính liền. Đó, cứu đến cùng chứ đúng không? Thay vì anh đánh hết qua phải thì đừng đánh hết. Thậm chí còn phải nhẹ nữa mà. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Bây giờ đi tập ấy thì cứ sai đi, cứ làm sai đi rồi có kinh nghiệm. Nhưng mà đi thi thì đừng có sai nha.